hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Đó là nội dung đề án, nghị quyết về miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019. Trước khi trình các cấp thông qua, theo quy định, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đăng tải xin ý kiến của nhân dân. Theo đó, dự thảo nghị quyết gồm có 4 điều đề xuất nội dung quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn. Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng theo mức học phí được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định. Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở sẽ thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021. Hỗ trợ học phí trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thực hiện từ năm 2021 đến năm 2022. Thời gian hỗ trợ 9 tháng trên 1 năm. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội. Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em, nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đây là chính sách của thành phố nhằm thực hiện phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân Hải Phòng đang tiếp cận, bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao, các dịch vụ công thiết yếu, đặc biệt là y tế, giáo dục. Cùng đó, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Hải Phòng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục.